Út Hà cũng nằm ở đây niệm Phật. Niệm Phật dữ lắm, niệm Phật luôn. Út Hà nghĩ bây giờ cái câu niệm Phật này rất là hữu ích. Bởi vì bác sĩ còn bảo là cái bệnh này á là 50-50 ha. Có khi 50 á là ngồi vậy, mà có khi 50 là sẽ nằm vĩnh viễn á cả nhà. Út Hà rất là sợ. Sợ một ngày nào Út Hà nằm vĩnh viễn khổ lắm. Út Hà không phải. Tôi tưởng tượng thiệt với quý bà con. Út Hà đã nói mà tôi đã thật sự quý bà con, tôi tưởng tượng. Nếu mà cái tướng của con Út Hà đó, nó nằm một chỗ đó, nó thật sự mà có xe cấu mà vô mà cấu đi cho làm chi cái chuyện mà dìu đi được quý bà con. Không ai dìu đâu. Tôi thiệt. Cỡ tướng tướng hùng gà mái là thật sự phải ba thành lực lượng dạy phải dìu đi được cái con nó thật sự ra. Đúng không? Cái tướng bây giờ nó thật sự nó gãy cột sống mà nó nằm một chỗ mà nó béo tròn như vậy đó. Đó. Cũng may cái là nó còn đi được. Chứ còn nếu nó không đi được, tôi nghĩ là cái xe cấu mà vô thao cấu 150 tấn là cái vô cái bóc xích thì cái như là cấu lên thao. Đúng không? Đấy, cũng hơn đó chứ quý bà con. Đấy, nhiều lúc mình nghĩ cũng hơn. Có nghĩa rằng nó không bị cái như là nằm một chỗ. À, là cũng hơn đó. Trời ơi, gãy cột sống mà bây giờ tôi nói quý vị trong vòng một khoảng thời gian ngắn mà nó niệm Phật không mà cái như là hết được thì bà con thấy cũng siêu đẳng. Yeah. Cũng ghê đó. Là nghĩ là mình nằm vĩnh viễn, mình không đi, ví dụ mình không đi quay những hoàn cảnh bất hạnh thì có những anh em YouTube khác người ta quay. Nhưng mà Út Hà sợ cho gia đình của Út Hà nè. Còn đứa cháu nó không có mẹ, đứa cháu nội, mẹ nó với cha nó chia tay nhau. Mẹ thì cũng đi lấy có gia đình khác, cha thì cũng có gia đình khác, bỏ đứa cháu nội lại cho mình. Mà lỡ Út Hà nằm đóng rồi, không biết cháu nội làm sao mà học hành, mà không biết làm sao mà nuôi nó nữa. Bà có thấy không? Nó lên nó tranh thủ cái vấn đề cái gãy cột sống của nó để nó chia sẻ hoàn cảnh. Để lên cũng than khóc hoàn cảnh. Để. Thì biết đây là một cái gia đình bất hạnh hay nữa quý bà con. Mà đã gia đình bất hạnh thôi ta lo gọi là cái như là tích tích đi. Thấy không? Làm toàn cái chuyện toàn cái như là nó thật sự quý bà con. Toàn cái chuyện mà kinh thiên hại lý không? Làm toàn cái chuyện bất nhân không? Để giải mà sao mà cái gia đình nó yên được. Để muốn gia đình yên đấy thì phải làm cái chuyện mà cái như là nó có cái ý nghĩa có chút gọi là phước báo. Đằng này nó thật sự đi làm mà ít la to nhiều. Đó. Làm thì tránh được bao nhiêu mà lên không gian mạng mà cái cánh đầu cánh cổ mà la đỡ bia bản thân. Đã qua rất nhiều cái hoàn cảnh. Đến bây giờ cái hoàn cảnh chim sâu là nó thật sự nó gặp tôi. Ở trên mấy hoàn cảnh trước trên một số kênh YouTube đó, lên nói chỉ là phất phơ qua thôi. À, cho nên là con này nó thật sự là nó chưa cả nhân đi mưa nó chưa tức là cho nên là cái bốn củ soạn lại bây giờ nó nghĩ là mấy hoàn cảnh trước là như chỗ bê hiền hay là u kể như là ba mư nó làm anh ngon lành quá rồi mấy kênh YouTube kia vô chẳng qua cướp nhân vật nó chửi cho dài cái clip rồi thâu nó lên nó cũng dùng ba tắc lưỡi của nó để mà nó ma mị được cộng đồng. À, nhưng hôm nay nó gặp tôi xem nó đen rồi, nó gặp tôi xem như hôm nay nó không còn đường mà để mà lên để mà lương lẹo nữa. À, bà con thấy không? Mấy ngày vừa qua còn lên còn lương lẹo còn để là đời thường cho điên nữa mà. À, thì hôm nay nó thật sự ra tôi hỏi quý vị những cái mà nó ma mị nó là nó sặc cái mùi gọi là dị đoan mơ tín như thế đây mà không môi nó ra nó thật sự cũng hơi uống quá vậy. À, đâu thì tới bác sĩ. À, mà nó thật sự mà gãy cột sống mà nó gọi nó niệm Phật mà bà con thấy cột sống mà cái như là bình thường lại được là thấy cũng khủng khiếp. À, gãy cột sống mà nó ra nó chạy nó thật sự với con như mấy con ngựa mà cái như là đến mùa giao phối để răng để mà cái gãy cột sống bó tay bó chân. À, mà mạnh thường quân gửi tiền nhiều quá trời quá đó, thật là khổ luôn á. Út Hà chỉ biết là niệm Phật thôi. Nhưng mà Út Hà hôm nay cũng chia sẻ cho cả nhà, niệm Phật rất là quý đó. Mình niệm Phật là cái gì cũng được qua. Chính là bác sĩ còn bảo Út Hà là 50-50 ha. Cái thứ nhất là sẽ nằm liệt hai tay hai chân nằm một chỗ suốt đời. Cái thứ nhì á thì từ 2 tháng đến 6 tháng mới hết, mới đi được. Thì nhưng mà thật sự ra là nhà được đó vậy. Dạ. Yeah.
cũng nhờ cái mà cái như niệm Phật, bà con thấy không, bệnh tình nó bớt liền giải rồi, cái như là thời gian cũng rút ngắn lại. Rồi không biết là cái như là ngày xưa đấy, bà con nào mà đang theo dõi Úc Hà đó, rồi không biết là các bảo nó là chụp gửi cái hình, nó qua cái hình mà lúc mà chụp CT đúng không vậy, lúc cái hình mà nó chụp chụp xương chụp khớp đó, không biết là các bà con mạnh thường quân bảo ở chụp qua gửi cho chị xem hay không. Mà tiền tôi nói là cái thời điểm đây tôi nghĩ là tiền Úc Hà cũng nhận một cơ số tiền cũng khủng khiếp. Riêng bèo bèo ở chỗ chị Mai Thi đó là 7 triệu mà nó không lên tiếng rồi. 7 triệu chỗ chị Mai Thi đó là nó giấu nhẹm luôn đó. Rồi cái chị gì, cái cô gì gọi là cô Ba Chân đó, cô Ba Chân cũng gửi 5-7 triệu gì đó. Rồi một số mạnh thường quân người 2 triệu, người 1 triệu vừa rồi đó công khai rồi đó quý vị. Rồi bây giờ chỗ cô Ba Chân là như mọc thêm một chân nữa rồi, cái như là cũng bỏ chạy rồi. Ba Chân là chạy nó khập khiễng. Úc Hà là đóng thêm một chân nữa bỏ chạy tốt rồi. Ma mị ghê chưa quý vị? Rồi thì hôm nay thì nó được trở thành lại như thế này là quý dữ lắm rồi. Đó là cũng nhờ cái công đức mình niệm Phật. Thì Úc Hà cũng chia sẻ bà con cô bác, ví dụ như mình có làm cái gì thì mình cũng nhớ niệm Phật. Hay hoặc mình đi trên chiếc xe mình chạy đó, lúc mình rảnh đó mình cũng nhớ mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Mình cứ niệm vậy thôi. Chứ mình không có nói Nam Mô Phật giá cho con được cái này kia. Mình cứ niệm Phật thôi là tất cả những chuyện gì nó cũng sẽ qua. Rồi bây nhắm mà niệm Phật nha. Ta hỏi Úc Hà này, mày nhắm bây giờ đó. Ta hỏi mày luôn. Bây giờ đó cái vấn đề là chỗ chị bán chị đi được pháp lý đó. Rồi mày nhắm mày niệm đi. Mày nhắm mày niệm nha. Mày niệm được đợt này mà có qua hay không? Nha. Cứ nhớ là cái như là lúc nào cũng phải niệm nha. Ở cho cái đợt đây tôi thấy hơi căng đó. Mấy đợt trước là không biết sao nha Úc Hà. Cho cái đợt đây mà nói thật sự mà Úc Hà mà cái như là tao thấy cái vụ này nó hơi căng. Đấy, hiện bây giờ là chị bán ra nhưng là không phải là chị bỏ cuộc. Đấy, hiện bây giờ chị đang nuôi con của chị đang bị bệnh chứ không phải chị bỏ cuộc. Mày nghĩ là hôm nay mày niệm Phật rồi chắc là nó cũng qua rồi đúng không? Mày nằm mơ rồi. Mày niệm Phật chẳng qua mày lên không gian mạng đó. Đấy rồi mà cứ mà Nam Mô A Di Đà Phật đấy rồi mày ma mị một số người gọi là cái như là u mê. Tu là phải có trí huệ chứ. Tu là tinh thần phải minh mẫn chứ. Cứ mình không tu mà nghe một con gọi là giá tu nó đi ma mị, bà con thấy dễ chết không? Nó hướng dẫn toàn cái đường tào lao bắt xế không? Niệm Phật mà tôi nói với bà con cái đốt sóng mà nó gãy mà nó nhanh liền thì tao cũng vượt qua. Niệm Phật mà bây giờ nó thật sự mà đến cái giai đoạn pháp lý sắp tới mà nó qua được là thấy Úc Hà mà siêu đẳng. Lên cứ là ma mị trà ư, cái cũng nhờ cái như là niệm Phật niệm đồ cho nên là bây giờ nó cũng nhanh tay qua nạn khỏi. Em bị gãy đốt sống mà em kể như là niệm Phật cho nên bây giờ nó cũng đỡ bớt đó. Rồi tôi không biết là bây giờ nó thật sự rồi sao mà không niệm Phật rồi để cho thằng Hùng gà mái nó gì à? Rồi không niệm Phật cho chim sâu nó hết bệnh, không niệm Phật cho chim sâu nó bớt khô cái bộ răng khỏi tâm đi nhổ, lấy tiền nhổ để bỏ túi đó. Niệm Phật mà nó gọi nó công hiệu như vậy đó. Thì cần chi mà nó thật sự bệnh viện bác sĩ để Úc Hà. Thì Úc Hà chia sẻ như vậy thì Úc Hà bà con cô bác cũng nhớ cái phép niệm Phật này rất là quý. Như hôm rồi á Úc Hà cũng có đi xuống nhờ Úc Hà nó niệm Phật đó quý vị, mà bây giờ nó thật sự nó không cần đi làm nó vẫn có miếng ăn nha. Cái này là sự thật. Nhờ Úc Hà cái tối lên live stream đó, cái Nam Mô A Di Đà Phật đó, đã rồi không cần đi làm, đã tự nhiên là có miếng ăn, đã tự nhiên miếng ăn mà ở đâu người khác dâng tới. Đã cái này gọi là gì? Đây gọi là mượn đạo tạo đời. Đã. Cái này gọi là mượn đạo tạo đời thực tế luôn đó quý bà con. Chứ tôi nói quý bà con, nếu mà con Úc Hà đó, đã, nó không có làm trong cái mảng thiện nguyện, nó không đi quay những hoàn cảnh như chim sâu thì tôi đã từng nói rồi. Riêng mà cái gọi là cái bông cái cây lục bình đó, ở quê ở miền Tây đó, tôi nghĩ là Úc Hà nó xuống sông mà nó dớt nó ăn sống luôn, đừng nói cái chuyện mà nó lên nó chế biến đó. Tôi nói cái dạng mà làm biến mà không làm muốn có ăn là có, nói thật sự có nhảy xuống sông mà ăn bông lục bình đâu, ăn nguyên cả rễ lục bình đâu. Chứ còn bây giờ lấy gì đâu mà ăn quý bà con. Cuộc sống mà có làm mới có ăn, không dưng ai dễ đem mà đến cho. Đấy là một trong những cái mà nó thật sự
bản thân Úc Hà nó phải hiểu chứ. Trời ơi, bây giờ mà cứ lên là niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật đấy rồi cái tự nhiên lên cái vớ va vớ vẩn đấy, có một số người đấy, rồi ở đâu đấy rồi cái nhắm mắt nhắm mũi rồi gửi tiền về à, cũng nhờ niệm Phật mà Úc Hà nó thoát được à, là cái kiếp nghèo à. Ngày xưa nó gọi là đội cái như là đội trái cây, đội cái như là khoai lang khoai từ ra chợ ngoài để buôn gánh bán bưng để lo cái miếng ăn cho gia đình. Bây giờ Úc Hà nó không cần cái làm những cái vấn đề đó nữa, mà bây giờ nó ngồi xếp bằng lại à, nó ngồi xếp bằng lại nó niệm Phật rồi nó live stream đấy, rồi cái như được một số mạnh thường quân rồi nhìn về con này nó tu tốt nè, con này cái như là nó đạo đây mà đạo dụ nè à, rồi người ta gửi tiền về, có nghĩa nó tu một mình nó một đạo đó thôi mà nó dụ người ta vô nữa. Một số mạnh thường quân mà gửi tiền cho Úc Hà là do Úc Hà nó dụ đó quý vị, nên đạo Úc Hà gọi là đạo dụ à, cứ là nhờ cái từ Nam Mô A Di Đà và con thấy Úc Hà bây giờ thoát nghèo à, từ một con thông báo lên không gian mạng bán nhà để trả nợ, làm thiện nguyện một khoảng thời gian đủ tiền để trả nợ không cần phải bán nhà à, bà con thấy ghê không, khủng khiếp không à, từ một con gọi là tứ cố vô thân à, làm thiện nguyện cái như là một xíu có vàng đeo đỏ chén à, từ một con mà cơm ăn á, phải là nó thật sự ăn sáng thì phải lo chiều à, vậy mà làm thiện nguyện mở một kênh YouTube thiện nguyện có tiền tiêu vặt, có tiền cho lâm tứ, có tiền cho chim sâu à, nó nói tiền túi của nó quá vậy, tiền túi của nó là nó rút từ túi người này sang bỏ sang túi của nó à, cái đồng tiền đó phải đồng tiền mồ hôi nước mắt à, tôi hỏi quý bà con làm không có làm cái chi mà bằng làm thiện nguyện mà vớ vẩn à, cho nên là nó nhanh giàu thôi, cái thiện nguyện người ta làm chân chính đó, đó là nó khác, còn cái thiện nguyện như của con Úc Hà đó là một trong những cái thiện nguyện cơm à, thiện nguyện gọi là cơm gạo à, mà người ta nói một câu đó gọi là mượn đạo tạo đời đó quý bà con đó. Nó thật sự ra không ai mà nó thật sự đi làm thiện nguyện mà cái tâm nó như con mãng xà hết trơn hết trời. Người ta làm thiện nguyện đó là người ta kể như là làm những cái việc nó phước lành. Ai đâu mà đi làm thiện nguyện mà đi bắt cắp con của người ta về làm của riêng cho mình mà bây giờ nó lên nó trời ơi nó còn giáng pháp nữa quý vị. Cũng nhờ niệm Phật mà cái bệnh của em nó bực nhanh hết. Cũng nhờ niệm Phật mà em mới có được ngày hôm nay, đúng rồi quý bà con. Nó mà không nhờ niệm Phật là nó ra bây giờ nó thật sự mà cái cây lục bình đấy nó thật sự nó nhai không còn một cái rễ cái dễ chi mà cái như là nó sống được ngày hôm nay, không làm cái chi hết trơn hết trọi, cứ mỗi việc lên live stream cứ là Nam Mô A Di Đà Phật, nhắc tên một số mạnh thường quân đã từng gửi tiền cho mình đó, rồi đưa cái hoàn cảnh ABC ra để mà nói. À, và cái vấn đề đây Úc Hà nó cũng không bao giờ nó quên, có nghĩa nó còn nhất lịch trình của một số mạnh thường quân là đến ngày đã gửi tiền rồi mà sao chưa thấy gửi, có nghĩa nó lên á bà con để ý coi, giống như là ngày mốt nó đi phát quà đó, thì hôm nay nó lên nó live stream nó ngày mốt con sẽ đi phát quà chỗ này chỗ nọ chỗ kia cho nên con bận rộn con không lên live được à, có nghĩa là nó thật sự nó cũng dục qua một cái thông điệp đó, nói là bây giờ ngày mốt tôi đi phát quà rồi đó, còn ông bà nào có gửi về làm phước thì gửi về đây à, gửi về tôi đi làm dùm cho à, đấy. Úc Hà nói một câu thế này mà nó thật sự quý bà con đó, tôi nghe mà tôi chướng, nó nói là mạnh thường quân gửi gì cho nó 1 triệu mà cho 3 hoàn cảnh mỗi hoàn cảnh là 300 ngàn, còn nó là người ta cho 100 ngàn, mà 3 hoàn cảnh ấy ở trong 3 tỉnh khác nhau, người là ở Hậu Giang, người ở Đồng Tháp, người ở Vĩnh Long, nhưng mà nó vẫn đi, nó nói trời ơi em vẫn đi, em không có nề hà bất kỳ vấn đề gì cả, mặc dù em bỏ tiền ra em đổ xăng đỡ em đi nhưng em vẫn đi. 100 ngàn thì không đủ, nếu mà đi 3 tỉnh 100 ngàn không đủ, nhưng cái vấn đề ở đây đó là cái này là do con Úc Hà nó chọn nghề, là do nó chọn à, đã mày đã chọn nghề gọi là sinh nghề tử nghiệp chứ mày còn la làng la xóm chi, đi thiện nguyện là nó chọn để không ai bắt buộc nó phải đi,
mà bây giờ Mạnh Thường Quân gửi về cho nó 1 triệu mà chia cho 3 hoàn cảnh trong 3 tỉnh khác nhau đó, còn nó được 100 ngàn đó. Nó nói 100 ngàn là không đủ, đáng lý như người khác là họ không đi, nhưng em vẫn đi. Ủa chứ bây giờ tao nói ông Hà, cái kênh của mày nó chút xíu như cái cặp móng tay đó, mà bây giờ mày không đi đó, mày không đi mà lấy gì mày ăn? Ít ra mày đi đó mày được 100 ngàn rồi đó. Đấy là cái trước mắt rồi đó. Còn nhiều lúc đi mà gặp thờ hơn quay lên rồi được Mạnh Thường Quân quan tâm cho thêm khúc nữa đó. Ủa mình cảm thấy làm thiện nguyện nó vất vả quá, cảm thấy làm thiện nguyện đó mà mình kể như là buông tẩu thời gian rồi, kể như là quãng đường nó xa vậy thì thâu tốt nhất đừng nghĩ. À, tốt nhất đừng nghĩ, vì cái này là thiện nguyện mà. Mày tự nguyện mà làm chứ ai bắt buộc mày làm, đúng không? Mà mày lên không gian mạng mà rên nó thật sự, mà rên còn hơn cái chi nữa, nó sao kỳ vậy cưng. Không ai bắt buộc mình cả, thấy thích thì làm, không thích thì nghỉ. À, nhưng cái này nó thật sự Úc Hà nó đam mê. Úc Hà nói mà em đi làm kênh YouTube là do em đam mê thôi, chứ lời lỗ gì trong này. Kênh của em 6 tháng mà không bật kiếm tiền mà chưa đủ 100 đô thì đâu có lời lỗ gì đây mà em phải làm, vì em thương bà con nghèo, em thương những hoàn cảnh nó khó khăn như chim sâu. Đồ tình thương Úc Hà, tôi nghe mà nói thật sự quý bà con, tôi nghe mà nói thật sự tôi phải buồn nôn. À, tôi ra toilet tôi nôn cả tiếng đồng hồ rồi. Rồi tôi vô tôi mới dám nghe lại. Ủa sao cái tình thương chi mà nó thật sự nó ba dơ vậy trời. Bà con thấy đây là một trong những cái là lạy ông tôi ở buổi này. Cái việc lao động chính của nó là không có. Nó không có làm bất kỳ công lên việc xuống gì. Ngoài cái chuyện mà cầm cái máy ra quơ quơ máy hoàn cảnh ba dơ. Rồi được một số Mạnh Thường Quân như là năm gỡ rồi. Gì chú quốc chứ đồ đấy. Rồi người ta gửi tiền về lấy đó mà trám vô mồm. 6 tháng trời không có thu nhập. Ủa nó lấy cái nguồn nào nó sống quý bà con? Nó lấy nguồn nào nó sống? Nó cũng phải dựa vào nguồn của Mạnh Thường Quân chứ. Bây giờ nó lấy nguồn nào nó sống? Vừa đổ xăng xe. Nó nói là vừa nhiều lúc là em thấy hoàn cảnh em còn rút tiền của em ra em cho nào. Tiền của mày đâu ra? Tiền của mày đâu ra mày rút tiền của mày ra mày cho? Tiền của mày mày cho được người ngoài mà sao chim sâu là con nuôi của mày cá 20 ngàn mày đòi cái như là lên bờ xuống ruộng vậy hả? Bà con thấy nó vô lý không? Có nghĩa riêng ai á, cho riêng nói trước là nó quên sau. Nó nói một đằng nó làm một nẻo. Vì sao mà cái như là vấn đề đã xảy ra quý vị? Những lời không thật cứ lắp cái này thì nó lòi ra chỗ khác thôi. Chơi cái chiêu mà nó thật sự với con, cái chiêu Úc Hà nó cũ lắm rồi. Hà khuyên một câu, nếu còn cái danh dự, còn cái liêm sĩ, còn mà để cho con cháu đồ nó còn tự hào một bà mẹ một bà nội đấy, thì nên dừng cái mảng gọi là đi biệt bợm để kiếm ăn chứ không phải làm thiện nguyện nha. Đây là Úc Hà đang đi biệt bợm trên cộng đồng mạng để có thêm miếng ăn đấy, tôi nói thẳng luôn. Còn Úc Hà mày cái như mày muốn chứng minh mày biệt chỗ nào thì cả như là riêng đời thường tôi đủ cơ sở chứng minh cho nó. Còn muốn ra pháp lý là tôi cũng đủ cơ sở tôi chứng minh. Tôi hỏi bây giờ đó, cái đốt sống mày gãy đúng không, mà mày niệm Phật là bớt đúng không? Đấy, thôi cho tao xin một ngón tay thôi, tao bẻ lìa một ngón tay đi, rồi mày cứ nằm ở nhà đó mày niệm Phật đi. Ngón tay là nó không có ảnh hưởng gì đến dây thần kinh cả quý vị. Mày chứng minh được cái ngón tay mày khi nó gãy đó, mà mày nằm ở nhà mà niệm Phật mà ngón tay mày nó lành thì xem như tao tin. Cái tốt sống của mày, cột sống của mày gãy, mày nằm ở nhà mày niệm Phật là nó tay qua nạn khỏi, không còn cái chi nữa cả. Đấy, tao nói ma mị lên mà nó thật sự quý bà con. Bây giờ mà cứ lên cái ma mị là cái như là trời ơi, em nói thật với em là cái như là em anh ở nhà rồi em niệm Phật rồi, càng niệm Phật nhiều là nó phước đức vô biên. Đấy, cái đấy là dành cho những người họ chân chính, tâm của họ phải hướng thiện thật sự nha. Tâm của họ hướng thiện thật sự, chứ còn nói thật sự những người mà nói thật sự bây giờ mà dùng cái tâm gọi là cái tâm xà đấy mà đi niệm Phật chẳng qua là lấy để che cái vấn đề bản thân của họ thôi quý bà con. Nó lên nó niệm cho cố, nó niệm cho quá trời quá đất để đi, để người ta gửi tiền về để nuôi nó chứ. Trong suốt khoảng thời gian vừa qua, nếu mà không có cái tôi thật sự quý vị,
Úc Hà nó không lên lai, nó không Nam Mô A Di Đà Phật đó, thì bây giờ tôi nói là nó không có cái nó bỏ vô một. Thậm chí bây giờ bà con vô cái kênh của nó, những comment của nó, người ta hỏi nó một câu luôn: vì sao lại cướp chim sâu không trả chim sâu cho chị bác? Nó không trả lời trả vốn, nó chỉ để ba cái câu Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, và dưới cũng như vậy. Nam cái ông nậu mày, cho người ta hỏi vì sao cướp con của chị bán mà không chịu trả cho chị bán, mà mày còn Nam Mô được thì nó thật sự tao cũng thua mày đâu. Dạng bây giờ nó thật sự giá điên thiên đồ Mỹ đó, nó giá điên. Chứ người ta hỏi một đường mày phải trả lời, hỏi một đường mà trả lời một kẹo. Người ta đâu có bảo mày cái là Nam Mô A Di Đà đâu. Người ta hỏi vì sao mà cướp con của chị bán để làm của riêng, để trục lợi đồng tiền của Mạnh Thường Quân, mà nó không trả lời, cứ là Nam Mô A Di Đà Phật thì tôi bó tay rồi quý vị. Đó không? Đó. Cái kèo đó nè, đó, cái kèo đây mà tao nói Úc Hà đó, cái kèo đây mày Nam Mô A Di Đà Phật sao mà để cho chị bán, chị rút đơn đó. Đó thì mày cứ Nam Mô đi, cho tao thấy cái đà này nó cũng hơi căng. Đó, tao thấy cái đà đây nó thật sự ra thì cái như là tôi cũng đang mong là cái ngày mà con của chị bán nó hết bệnh, rồi chị bán quay lại để tiếp tục cái vấn đề pháp lý. Đây là cái tôi đang mong đợi nhất. Đó. Mà nghĩ sao bây giờ nó để con Úc Hà đây, bây giờ nó sống thì cũng uống quý bà con. Trong một khoảng thời gian đó quý vị, ta cố tình là cái dân lưới dân đồ lùa cho nó đã được vô lưới rồi. Đó. Một con sói mà mình đã lùa cho nó vô lưới rồi. Đó. Mà bây giờ tự dưng đó là cái như là nó chuồng ra khỏi lưới là nó cực kỳ là cái như là bức xúc. Đó. Đã lùa nó vô lưới là phải bắt cho bằng được. Đó. Con sói này phải bắt. Chứ còn để ra gọi nó hại người. Đó. Con sói này ghê quá quý vị. Vậy mà bây giờ lên không gian mạng Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, bó tay bó chân. Thưa quý bà con, cái buổi trò chuyện hôm nay tới đây thì Đại Thừa TV cũng xin phép tất cả quý vị cho tôi kết thúc tại đây. Một lần nữa kính chúc tất cả các bà con cái lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Bà con vui lòng cho được.